Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho Bí thư Đảng ủy, Quy hoạch Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn năm 2024. Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tổ chức 5 lớp cho 391 học viên là Bí thư Đảng ủy, Quy hoạch Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt 5 chuyên đề về nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền và nguyên tắc làm việc của Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn, kỹ năng điều hành thu thập thông tin và xử lý tình huống, kỹ năng lãnh đạo quản lý và tư duy tầm nhìn chiến lược của Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn trong tình hình hiện nay. Kỹ năng lãnh đạo quản lý hành chính, quản lý kinh tế ở cơ sở, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lãnh đạo điều hành, đồng thời đi nghiên cứu thực tế tại một số xã điển hình về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh để trao đổi những vấn đề mới, khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm xây dựng phát triển tại địa phương đơn vị. Thông qua khóa học là cơ sở giúp học viên cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo, xử lý tình huống trong công tác, từ đó nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, cốt lõi, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 bắt đầu từ 9 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2024 và diễn ra trong 3 tuần liên tiếp và kết thúc vào 22 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2024 tại địa chỉ http://tuyengiao.hagiang.gov.vn. Mục thi trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 hoặc truy cập trực tiếp vào phần mềm tại địa chỉ http://trachnghiem.hagiang.gov.vn. Đối tượng tham gia thi là đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân đang sinh sống, học tập, công tác trong và ngoài tỉnh. Nội dung cuộc thi tập trung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, về nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Một số nội dung bài viết tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Về giải thưởng cá nhân, hàng tuần, ban tổ chức cuộc thi căn cứ kết quả thi để xét trao một giải nhất trị giá 5 triệu đồng, một giải nhì 3 triệu đồng, một giải ba 2 triệu đồng và 3 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng. Đối với tập thể, tổng kết cuộc thi, ban tổ chức họp xét đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo triển khai hưởng ứng cuộc thi, bao gồm một giải nhất trị giá 5 triệu đồng, một giải nhì 3 triệu đồng, một giải ba 2 triệu đồng và 3 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng. Dự kiến cuộc thi sẽ tổng kết vào dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng được 148 công trình phần việc cụ thể ý nghĩa, qua đó góp phần tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đợt thi đua từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, các cấp, các tổ chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc đã lựa chọn xây dựng nhiều công trình, phần việc cụ thể, trong đó tập trung vào các nội dung như xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, xây dựng sửa chữa công trình dân sinh, làm đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng chỉnh trang tuyến đường xanh sạch đẹp. Kết quả, cấp huyện đã hoàn thành 40 công trình, cấp xã đã hoàn thành 91 công trình phần việc. Đặc biệt, cấp tỉnh triển khai xây dựng 17 nhà đại đoàn kết trị giá 700 triệu đồng. Dự kiến Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được tổ chức trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 năm 2024. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc, nhiệm kỳ 2019-2024, rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng nghị quyết thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ 2024-2029.
Thưa quý vị và các bạn, với việc chủ động triển khai các giải pháp phù hợp ngay từ đầu năm, tính đến giữa tháng 7 năm 2024, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 110 tỷ đồng, đạt trên 80% chỉ tiêu giao. Những khởi sắc trong công tác thu ngân sách nhà nước của Chi cục góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành hải quan Hà Giang. Năm 2024, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy được Tổng cục giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 94 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao là 136 tỷ đồng. Để đạt được số thu này, ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng kế hoạch thu bám sát thực tế, thường xuyên gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Trong 6 tháng đầu năm, Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã tiếp và giải quyết thủ tục hải quan cho 87 doanh nghiệp, tăng 8 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2023. Hải quan cũng đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và trực tiếp hỗ trợ bọn em về cái hoạt động giảm bớt cái thủ tục hành chính, tờ khai hải quan ở trên hệ thống hải quan điện tử, thì giúp cho doanh nghiệp là cái việc thông quan hàng hóa nhanh hơn và thuận lợi hơn. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đạt trên 140 triệu đô la Mỹ, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023. Những chuyển biến tích cực, thuận lợi đó đã giúp công tác thu ngân sách nhà nước của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đến ngày 15 tháng 7 năm 2024 đạt trên 110 tỷ đồng, đạt 122 chỉ tiêu chính phủ giao, đạt trên 80% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Chi cục Hải quan đã cử cán bộ luôn luôn là bám sát, đồng hành cùng doanh nghiệp và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các thủ tục theo quy định của pháp luật. Thường xuyên là triển khai cho cán bộ công chức hải quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về cái công tác cải cách thủ tục hành chính. Ví dụ như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về thời gian để đẩy tờ khai, để hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện. Từ nay đến cuối năm 2024, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2024 theo chỉ tiêu được giao, trong đó đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và tư thương, đồng thời chú trọng thu hồi nợ thuế xuất nhập khẩu, kiểm soát chặt hoạt động kê khai của doanh nghiệp, tăng cường hoạt động kiểm tra sau thông quan để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, qua đó hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Liên quan đến công tác thu ngân sách trên địa bàn, xác định các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 là đẩy mạnh đưa các chính sách thuế mới vào cuộc sống. Do đó, Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang, Quang Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức cá nhân, người nộp thuế, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh. Ghi nhận về công tác triển khai các chính sách thuế mới tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình. Là một trong những doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Quang, mỗi năm, công ty cổ phần chè Hùng An cũng đóng góp cho ngân sách nhà nước từ 3 đến 5 tỷ đồng tiền thuế. Với việc thực hiện giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 10% xuống còn 8% đã giúp cho doanh nghiệp có thêm nguồn lực ổn định sản xuất, kinh doanh và nộp ngân sách nhà nước đầy đủ theo quy định. Tháng năm chúng tôi hoàn thành tốt các cái chính sách về thuế, các chính sách về thuế và các quyền lợi cho người lao động. Nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2024 được giao là trên 239 tỷ đồng, Chi cục Thuế khu vực huyện Bắc Quang, Quang Bình đã tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế mới, đúng quy định chỉ đạo của ngành. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, bám sát diễn biến các nguồn thu, tác động của yếu tố kinh tế xã hội, chính sách thuế ảnh hưởng đến nguồn thu năm 2024. Tiếp tục rà soát tất cả các hộ kinh doanh đang nợ hộ, đang tồn đọng thuế sẽ thực hiện theo đúng cái quy trình quản lý nợ. Thứ hai, đối với các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng thường xuyên là có cái thông tin và cũng hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt cái chính sách như kê khai, đăng ký thuế và nộp số thuế phát sinh kịp thời vào ngân sách nhà nước. Việc triển khai hiệu quả chính sách thuế mới cũng như công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh các giải pháp tích cực nhằm đảm bảo thu ngân sách nhà nước, cho thấy sự nỗ lực quyết tâm của Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang, Quang Bình nhằm cán đích chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024 được ngành và tỉnh giao. Vừa qua, lãnh đạo huyện Quang Bình đã đi kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Xuân Minh thời gian qua. Các đợt mưa to kèm mưa đá, gió lốc, sạt lở đất đã làm thiệt hại lớn về đường giao thông, hoa màu, nhà ở của người dân. Qua đi kiểm tra thực tế, lãnh đạo huyện Quang Bình đề nghị xã Xuân Minh phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phòng Kinh tế Hạ tầng tổ chức tham mưu sử dụng nguồn ngân sách dự phòng tu sửa, đảm bảo giao thông để người dân đi lại thuận tiện.
rà soát và vận động nhân dân hiến đất và mở mới các tuyến đường đi đã bị chia cắt, cũng như tham mưu cho huyện xây dựng các cầu tràn, cầu vòm bắc qua suối. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay, xã Xuân Minh cần tăng cường tuyên truyền đến nhân dân chủ động phòng chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại, vận động các hộ dân có nguy cơ sạt lở cao, nhà ở cạnh sông, suối cần di rời đến nơi an toàn. Ngày 28 tháng 7, Đoàn Thiện Nguyện Chùa Cao Linh, thành phố Hải Phòng đã lên thăm và tặng quà cho các hộ gia đình thuộc diện di rời khẩn cấp do bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở hai xã Niêm Tòng và Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Cuối tháng 4 năm 2024, mưa lớn kéo dài gây sạt lở khiến 10 hộ gia đình thuộc hai xã Niêm Tòng và Khâu Vai, huyện Mèo Vạc phải di rời khẩn cấp đến nơi ở mới. Các hộ này đều là những hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên chưa có điều kiện làm nhà mới. Chia sẻ với những khó khăn đó, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kết nối với Đoàn Thiện Nguyện Chùa Cao Linh, thành phố Hải Phòng, hỗ trợ 200 triệu đồng mua 1.250 mét tôn lạnh hỗ trợ các hộ làm nhà. Ngay khi nhận được mái tôn, cấp ủy chính quyền cơ sở đã chỉ đạo các hộ tận dụng khung nhà cũ chuyển sang làm nhà ở mới tại các vị trí an toàn. Hiện nay, 10 hộ đều đã có nhà ở mới, yên tâm lao động sản xuất. Đến thăm các hộ, Đoàn Thiện Nguyện đã dành tặng nhiều phần quà thiết thực và động viên các hộ tích cực phát triển kinh tế, sớm thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, với diện tích hơn 18.000 ha, cây chè San Tuyết đã và đang khẳng định là cây trồng chủ lực của ngành nông nghiệp Hà Giang. Nắm bắt lợi thế đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trong tỉnh nói chung, công ty trà Thái An nói riêng, những năm qua luôn chú trọng đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, cùng việc áp dụng quy trình sản xuất chè ứng dụng công nghệ cao, nên đã cho ra nhiều sản phẩm chè chất lượng, ngày càng khẳng định thương hiệu, vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Là một trong những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè lâu năm trên địa bàn tỉnh Hà Giang, công ty trà Thái An tổ 13 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang hiện có các vùng chè tại các huyện Vị Xuyên, Quang Bình, Hoàng Su Phi, Quản Bạ. Những năm gần đây, công ty đã chủ động cải tiến kỹ thuật áp dụng quy trình sản xuất chế biến bảo quản chè theo dây chuyền công nghệ sấy lạnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000-2018. Hiện nay công ty đang tập trung sản xuất 4 dòng trà chính là trà phổ nhĩ, lục trà, hồng trà và bạch trà. Thái An quan điểm là sản phẩm trà của Hà Giang, các cái dòng trà cổ thụ là phải làm nào là sản phẩm trà sạch, trà mộc, trong đó sạch thì như nào? Sạch là từ khâu nguyên liệu đầu vào, là Thái An đã phải kiểm soát các cái dòng trà, nó phải đạt các cái tiêu chuẩn, ví dụ như là hiện tại các cái sản phẩm cao của Thái An đang đạt tiêu chuẩn organic, sạch tự nhiên. Và ngoài ra mộc thì do các cái nhà máy sản xuất thì phải đạt cái tiêu chuẩn là bản thân trà nó đã có đầy đủ các cái hương vị ở trong đó rồi. Thái An khi chế biến sẽ giữ nguyên cái sản phẩm mộc. Công ty trà Thái An hiện là công ty duy nhất của Việt Nam được cấp mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu trà phổ nhĩ. Riêng năm 2023, công ty xuất bán được trên 1.000 tấn trà thành phẩm các loại, trong đó chủ yếu xuất sang các nước Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ. Các loại trà của công ty luôn được các doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao. Nhập trà của Thái An rồi là cảm thấy chất lượng ấy cũng khá là ok, bởi vì là sang Hà Giang đi tham quan cũng lên núi xem các vùng trà của Thái An, cảm thấy sinh thái rất là ok. Việc đầu tư sản xuất nông nghiệp sạch đến ứng dụng công nghệ cao vào chế biến là hướng đi phù hợp trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Qua đó đã giúp công ty trà Thái An nâng cao giá trị, chất lượng các sản phẩm từ chè, đưa thương hiệu chè San Tuyết Hà Giang ngày một vươn xa ra thị trường quốc tế. Thực hiện nội dung đột phá tạo sinh kế, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân, hàng năm huyện Xín Mần đã ban hành các kế hoạch với các giải pháp cụ thể phù hợp với thực tế nhằm đẩy mạnh giảm nghèo trên địa bàn. Một trong những nội dung được huyện Xín Mần chú trọng triển khai đó là tập trung triển khai kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đến nay, toàn huyện đã triển khai 134 dự án sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ trên 3.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó có 3 dự án chuỗi giá trị, 25 chuỗi liên kết và 106 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo. Qua việc triển khai các dự án đã tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ người dân trong khâu bao tiêu sản phẩm hàng hóa sau sản xuất đầu tư. Thu nhập bình quân đầu người được nâng lên từ 20 triệu đồng một người một năm vào năm 2020 đến cuối năm 2023 tăng lên 33 triệu đồng một người một năm. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, huyện Xín Mần tiếp tục tập trung huy động, ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, quan tâm triển khai các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp, dịch vụ du lịch,
cùng với đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn vay, phát triển kinh tế hộ gia đình, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện chuỗi liên kết sản xuất trên địa bàn huyện. Cuối chương trình là những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm nay do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, có mưa vài nơi, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, độ ẩm trung bình 85%. Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.